trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có nhà văn Trần Phong Vũ Ngộ Bìa, anh tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay anh em chúng tôi muốn thảo luận về cái đề tài là cái đại hội thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam ngày 1 tây tháng 7 vắng bóng hai nhân vật nòng cốt quan trọng là ông Tổng Bí Thư và ông Bộ trưởng Quốc phòng. Báo Tuổi Trẻ thì vừa loan tin là ông Bộ trưởng Quốc phòng bị ung thư phổi đang điều trị ở Pháp, và bất thình lình thì cựu tổng thống Bill Clinton ông vào Việt Nam ngày 2 tây tháng 7 một cách rất là bất thình lình. Trong khi đó ông đã có hẹn với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 8 tây tháng 7 tại New York. Thì nối kết những cái sự kiện này lại với nhau, chúng ta thử hình dung đây có phải là một cái cuộc đảo chánh bỏ túi, đảo chánh mini đang xảy ra ở tại Việt Nam hay không? Thưa hai anh và thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng trong những ngày qua có những cái biến cố coi như là khá dồn dập. Biến cố đầu tiên là cái sự vắng mặt của ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kể từ ngày 19 tây tháng 6 khi ông gặp ông Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ở tại Paris, thì đó là lần cuối cùng để ông xuất hiện ngoài quần chúng. Sau đó thì có một cái sự vắng mặt rất là bất thường mà không bao giờ có ai biết tâm tiếng gì hết. Thì nhận xét cái sự vắng mặt bất thường đó, thành ra ngày 27 tây tháng 6 cá nhân tôi có lên đài đáp lời sông núi, đài radio đáp lời sông núi phát thanh ở trong nước, nói rằng có một cái sự vắng mặt bất thường của ông Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng mà không biết lý do tại sao. Đây là một cái hiện tượng khá bất bình thường. Thì sau đó thì chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau thì ở trên Internet có những cái luồng dư luận rất là ồn ào, nói là ông ta đã bị ám sát tại Paris, tại Pháp. Và những cái tin đồn thổi nó lan tràn trong vòng vài tiếng đồng hồ như là lửa cháy lan, nó nổi đình nổi đám lên. Thì sau đó thì chúng ta thấy rằng là có hai cái ngày gọi là đại hội thi đua quyết thắng, tức là cái ở của Bộ Quốc phòng mà cái ban quân ủy trung ương tổ chức. Thường 5 năm mới tổ chức một lần. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng của cái sinh hoạt của bên phía Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà hai cái nhân vật quan trọng chủ chốt, tức là ông Tổng Bí Thư là ông Nguyễn Phú Trọng, tức là ông là chủ tịch quân ủy trung ương mà quân ủy trung ương tổ chức, ông lại vắng mặt. Và một cái nhân vật quan trọng thứ nhì là Bộ trưởng Quốc phòng là phó chủ tịch quân ủy trung ương cũng vắng mặt. Mà trong đó chúng ta thấy là chính ông Nguyễn Tấn Dũng lại là cái người chủ tọa cái sinh hoạt đó. Thì đó và chúng ta thấy rằng là có những rất nhiều nhân vật tướng tá mà có thể nói là cái phe thân ông Nguyễn Phú Trọng, thân ông Phùng Quang Thanh, có nghĩa là thân Trung Quốc, cũng vắng mặt. Thì đây là một cái hiện tượng rất là bất thường. Thì xin anh Trần Phong Vũ, sau khi anh đã quan sát thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Thưa anh, thật sự đó thì khi mà anh đề cập tới một cái khả năng có cái chuyện gọi là đảo chính ở Việt Nam ấy, thì cái đó tôi không có ý kiến nhiều. Bởi vì cái chuyện là chúng ta sẽ phải chờ thêm những ngày sắp tới nữa. Nếu chúng ta nhớ lại thì chúng ta thấy rằng là cái trường hợp ông Phùng Quang Thanh vắng mặt lần này đó, nó cũng giống hệt như là cái trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh một thời kỳ đưa sang Hoa Kỳ, rồi thì bỗng dưng có những cái tin tức này kia, rồi sau đó nói rằng là tình trạng sức khỏe của ông đã khá và đưa ông về. Thì đưa ông về trong một cái thời gian lại cũng rất là dài, không có ai nghe tin tức gì của ông cả. Mà trong khi đó nó có điều lạ, cái thời đó đó, chương trình này anh em chúng ta cũng đã có nhiều dịp đề cập,
cái điều lạ là mọi người đều nhìn nhận, đều nhận ra một cái sự kiện khá đặc biệt là rất nhiều nhân vật cao cấp ở trong chính quyền qua tin tức thì nói rằng là đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh, rồi nghe ông nói Nguyễn Bá Thanh tình hình đã khá, đã nói chuyện này kia. Nhưng mà tuyệt nhiên trong cả mười mấy ngày liên tiếp đó thì người ta không thể thấy có một cái hình ảnh nào mới của ông Nguyễn Bá Thanh cả, cũng không có cả một cái chuyện dễ nhất mà một cái lời thâu, một cái tiếng nói của ông ngay lúc bây giờ. Thành ra cái chuyện đó lúc đầu thì người ta nghĩ rằng người ta, những người bán tín bán nghi còn có thể còn muốn chờ đợi, nhưng cuối cùng thì cái chết đã định sẵn vào cái ngày cuối, vào cái ngày tôi nhớ là hình như giáp Noel hay là cuối tháng gì, dạ, cuối năm. Vài ngày trước Tết. Vào ngày trước Tết ấy, thì tôi nhớ vào ngày 29 thì phải, ban đầu thì tính vào ngày 30. Nhưng mà sau đó thì họ lại lùi lại 2 ngày để ngày đám tang vào ngày 30. Thế thì cái vấn đề đó giờ trở lại cái chuyện hiện thời bây giờ đó. Cái chuyện nó diễn ra nếu mà nhìn trên nhiều khía cạnh nó cũng tương tự như vậy. Ông vắng bặt đi hẳn đi sau ngày 19 tháng 6, sau khi gặp ông bộ trưởng người tương nhiệm của ông ở bên Pháp rồi thì im lặng luôn. Và cái điều im lặng này đã được ở ngoại quốc người ta nói hoài. Nếu có một cái chuyện gì bất thường mà họ cần cải chính thì lúc bây giờ họ cải chính hay nào có thì đưa tiếng nói của ông Phùng Quang Thanh, nhưng mà không hề có gì hết. Rồi cuối cùng lại cũng là cái kịch bản nói là ông ấy đau bệnh nặng và lại là bệnh ung thư có thể chết. Thế thì cái chuyện ngày sắp tới đấy ông có chết hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà ông vắng mặt ở trong một cái đại hội toàn quân mà nhân cơ hội đó để người ta mỗi 5 năm một lần để mà sưởi ấm lại cái hệ thống đảng. Thì cái sự vắng mặt đó, nhất là vắng mặt ông Nguyễn Phú Trọng, quan trọng vô cùng thôi. Tôi thấy là ở đây đó cái mà anh Vũ nói là tôi xin thêm một cái ý nữa là như vậy. Hiện giờ cái đại hội về quốc phòng đó nó cũng sáng nay chúng ta thấy là không, ngày hôm qua đó thì là Trung Quốc đã thông qua cái luật để sử dụng, có thể sử dụng quân đội và tất cả mọi biện pháp để bảo vệ lãnh thổ. Tôi thấy thì phía Việt Nam ở đây đó nó cũng là quan trọng. Thì nếu mà chúng ta theo dõi và nhìn thì mình thấy là từ khi ông Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng nghĩa là ở Trung ương Đảng đã cố gắng mà có thể nói là muốn loại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng mà không thành công. Và hiện giờ mình thấy ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi chủ tọa cái chuyện này thì mình thấy thì mình, tôi không đi tới cái chỗ như là một cái mini đảo chánh, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mình lấy những cái trường hợp của các nước cộng sản cũ hay là tại Trung Quốc thì chúng ta thấy là đây là phe Nguyễn Tấn Dũng là coi bộ có chiến thắng hay là trên tay đây. Tôi dùng cái chữ trên tay, tôi chưa dám nói chữ chiến thắng liền, nhưng mà nghĩa là trên tay đó thì cũng đúng lúc thôi. Tại vì quý vị cũng hiểu là lần đầu tiên ngày hôm qua là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ra cái chính sách quốc phòng năm 2015, trong đó đích danh nêu Trung Quốc tại Biển Đông, xây cất đảo và những cái nguy cơ. Và cái chính sách quốc phòng đó nó cũng nói là họ sẽ dùng nhiều đồng minh để là với nước Mỹ để cái vấn đề quốc phòng. Thì ở đây thì tôi thấy là cũng đúng lúc thôi, mà Việt Nam mà nếu mà Việt Nam mà thay đổi được đó thì tôi thấy là ông Thanh và ông Trọng là luôn luôn là được đánh giá là thân tàu. Thì nếu mà bớt được những cái người thân tàu đó thì may ra trong không, tôi không biết chuyến đi của ông Trọng ở Hoa Kỳ ra sao, nhưng mà nó cũng là một cái điểm tốt, theo tôi nó là một cái điểm tốt thôi. Cảm ơn anh Đinh Xuân Quân. Thưa hai anh và thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng mà vừa xảy ra đó, rồi cái vấn đề là ông tổng thống, cựu tổng thống Bill Clinton đó, bất thình lình, có thể nói là bất thình lình, bởi vì ông đúng đại sứ của Ted Osius của Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius,
thì ông mới vừa tuyên bố nó ngày mai là ông cựu tổng thống Clinton đi qua, tức là có thể nói là một cái sự mà thông báo rất là bất thình lình. Đúng. Mà trong khi đó là chỉ 6 ngày sau là ông lại gặp ông Nguyễn Phú Trọng ở New York. Thì đây là một cái hiện tượng thì chúng ta có thể chúng ta phân tích sau. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.